Trong cái video này thì sẽ nói về cái việc điều trị cái giò hormone. Cái việc cái điều trị cái bệnh giò hormone ấy thì nó sẽ phức tạp hơn các cái bệnh số các bệnh khác. Về cái giò hormone ấy thì nó nguyên nhân của nó gây ra ấy, là các cái lỗ giò xung quanh cái phần hormone, có nghĩa là lỗ giò từ cái phần trực tràng hay còn từ phần hormone ấy, nó giò ra ngoài nhé. Thì những nguyên nhân sâu xa của nó ấy, thì phải bắt nguồn từ những cái ổ áp xe, xong đó nó vỡ mủ, nó tạo ra các cái lỗ giò. Vậy thì khi mà điều trị á thì các bác sẽ phải mất công điều trị lâu hơn chứ không phải là điều trị nhanh được bằng những các bệnh khác. Ví dụ như những cái bệnh như viêm hoặc là loét đại tràng hoặc là các bệnh trĩ, thường thì uống ấy, thì nó sẽ có cái hiệu quả nhanh hơn rất là nhiều so với cái phần mà giò hormone. Vậy thì khi mà giò hormone ấy thì trước hết các bác ấy nên dùng cái thảo dược để chữa. Thảo dược ấy thì nó cũng có nhiều loại và nhiều nhà dùng thì nó sẽ khác nhau các bác nhé. Có những nhà dùng thì nó sẽ có hiệu quả nhanh, có những nhà dùng thì nó hiệu quả chậm. Thông thường ấy thì đối với cái các cái thảo dược của các nhà khác thì tôi không rõ, nhưng mà đối với cỏ thảo mộc HT thì các bác sẽ thấy được cái hiệu quả trong vòng khoảng độ 15 20 ngày khi mà các điều trị bằng cái giò hormone nhé. Cái thứ nhất là khi mà bác dùng cái thảo dược của bên thảo mộc HT ấy, thì nó sẽ có cái độc rất là mạnh. Vì vậy cho nên là khi mà dùng ấy, thì nó sẽ gây đi ngoài cho các bác nhé. Ở khi đi ngoài thì các bác cũng đừng lo lắng gì cả, bởi vì đấy là cái tác dụng của thảo dược thôi. Vì không đi ngoài thì không thể chữa được, phải thải độc ra thì mới chữa được cái giò hormone của các bác. Ở trên tay tôi đang cầm đây chính là cái thảo dược chữa cái giò hormone nhé. Các bác ngày chỉ cần dùng 2 lần thôi, mỗi lần từ 3 đến 4 thìa tùy theo cái sức khỏe của các bác, cũng có thể dùng từ 2 đến 3 thìa thì các bác căn cứ vào cái việc đi cầu hàng ngày của mình. Ví dụ như khi uống từ 2 đến 3 thìa mà thấy cái mức độ đi ngoài như thế là phù hợp, bụng nó sảng khoái thì các bác giữ nguyên. Còn nếu các bác đi thấy chưa thoải mái thì các bác tăng lên một chút, thì như vậy là nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái việc mà các bác uống sức khỏe tốt thì các bác uống nhiều lên thì nó sẽ chữa nhanh cho các bác. Hai nữa là khi mà uống như vậy trong vòng một gói này thôi mà các bác thấy nó có cái tiến triển nhé, có hiệu quả các bác lấy tiếp thì cái thuốc nó đáp ứng được rất tốt. Thông thường ấy thì không đỡ nhiều thì đỡ ít, ai nó cũng có hiệu quả. Có cái là có người thì muốn dùng hoặc có người không muốn dùng nữa thôi, có người đỡ rồi thì người ta lại bỏ, người ta không dùng, người ta dùng có một liệu trình. Thực ra thì nên dùng đến khi là khỏi hẳn thôi, vì cái thảo dược này không những là chữa cho các bác cái việc giò hormone đâu, mà nó còn nếu mà các bác có bị bệnh trĩ nó sẽ chữa trĩ luôn nhé. Các bác bị polyp trong đại tràng nó sẽ chữa luôn, các bác bị viêm đại tràng, loét đại tràng hoặc là có cái viêm túi thừa, viêm manh tràng nó sẽ chữa luôn cho các bác. Chính vì vậy nên là thảo dược này dùng lâu cũng rất là tốt nhé. Chỉ sợ rằng các bác không có thời gian để mà dùng nó thôi. Còn cái giá cả nó cũng rất là rẻ, không phải có gì đắt. Về cái giò hormone ấy thì một số người người ta khuyên bằng dùng bằng các một số cái thảo dược đắp ngoài hoặc một số cái thảo dược khác ấy. Các bác cứ dùng một hoặc hai liệu trình của họ mà không đỡ thì các bác nên đổi cái thảo dược khác. Đừng dùng quá lâu. Với thảo mộc HT cũng vậy, các bác chỉ cần dùng một liệu trình thôi hoặc đến hai liệu trình là cùng mà thấy nó đỡ nhé, thấy đỡ thì các bác cần tiếp tục, bởi vì thông thường chỉ một liệu trình như khi ta đang cầm đây là các bác đã thấy nó đỡ rồi, chứ không phải là dùng thêm nhiều đâu. Khi đỡ thì là các bác dùng yên tâm mà các bác dùng đến khỏi thôi. Các bác mà lấy thảo mộc chữa cái giò hormone này thì vui lòng liên hệ qua số là 0932 3345 liên hệ với thảo mộc HT nhé. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi.